Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review cho quý khách xem chi tiết của bộ sản phẩm, đó là ốp về đèn gầm trước và sau của xe Toyota Vios form từ 2014 đến 2018 các bác nhé. Bộ sản phẩm thì là gồm hai chi tiết cho hai cái ốp về đèn gầm trước và hai chi tiết cho ốp về đèn gầm sau. Đó, đây là đằng trước đây các bác này. Đó, hai cái thanh này, hai cái miếng này đằng trước. Đó, và hai cái này đằng sau. Đấy, đằng sau. Chất liệu thì là bằng nhựa ABS các bác nhé, nhựa ABS mạ chrome bên ngoài màu trắng rất là sáng bóng, đằng sau thì nó có băng dính 3M hai mặt, các bác mua về chỉ việc lột cho vào dán thôi, rất là đơn giản và dễ dàng. Đó, các bác thấy chưa, cái nào cũng có băng dính hai mặt các bác nhé, rất là nhiều, các bác mua về chỉ việc lột cho vào dán thôi. Ngoài ra khi mua hàng bên em có tặng kèm thêm băng dính 3M để các bác về dán cho chắc chắn hơn. Địa chỉ bên em thì nó là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline bên em đây các bác này, 0972662208. Các bác mua hàng là cứ đặt hàng bên em nhé. Bên em nhận ship hàng toàn quốc các bác ạ. Vâng, em xin cảm ơn các bác nhé.